Em Sơn Đức Văn Tình đến từ Salon Yuska Việt Nam, có địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà CT1B, chung cư Hà Nội Omnen, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Ngày hôm nay thì xin kính chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với video ở trên kênh mua bán trao đổi xe cũ. Và chiếc xe ngày hôm nay em Tình giới thiệu đến mọi người một chiếc xe cực kỳ đẹp và hiện tại đang được bày bán tại salon của bên em. Đó là chiếc Lexus ES250 model 2018, sản xuất và đăng ký là cuối năm 2017. Đặc biệt hơn, đây là chiếc xe được mang màu ngoại thất là màu trắng, đi kèm với nội thất nâu da bò. Và chiếc xe được đăng ký tên cá nhân một chủ từ mới. Một chủ từ mới quý vị chị và các bạn nhé. Chiếc xe cực kỳ đẹp, mới chỉ lăn bánh chạy chuẩn 3.6 km thôi ạ. Và sau đây thì em Tình sẽ quay chi tiết tổng thể ngoại thất cũng như nội thất của cái chiếc xe Lexus ES250 mẫu mới model 2018 này để quý vị anh chị và các bạn cùng xem và tham khảo nhé anh chị nhé. Đó, Lexus ES250 thì là một dòng xe sedan hạng sang cực kỳ đẳng cấp đến từ thương hiệu Lexus mọi người nhé. Đó, được nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản và được rất nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam tin tưởng sử dụng chiếc xe này với những trang bị option cực kỳ cao cấp và khả năng vận hành rất là tốt, bền bỉ cũng như là rất là giữ giá. Thì Lexus ES250 là một lựa chọn ở cái tầm tiền trên 1 tỷ đồng rất là hợp lý với dòng sedan phân khúc hạng D cỡ sang này. Đó, thì Lexus ES250 nếu như bác nào đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em Tình để có thể có những tư vấn kỹ hơn về chiếc xe này và sẽ có cái giá tốt nhất. Hiện tại thì chiếc xe đang được cửa hàng bên em chào bán với mức giá là 1.845.000.000 đồng. Và mức giá trên thì đương nhiên rồi, cửa hàng em vẫn còn thương lượng và có thể gia lộc thêm được cho quý chị và các bạn nhé. Đó, xe thì được trang bị một cái tông màu cực kỳ đẹp phối hợp với nhau, đó là ngoại thất màu trắng và nội thất màu nâu da bò mọi người nhé. Và xe thì còn rất đẹp và rất là mới. Tỷ lệ sơn zin của chiếc xe này thì em Tình kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi, nó còn đến tầm khoảng 90% là tỷ lệ sơn zin trên toàn bộ bề mặt chiếc xe mọi người nhé. Đó, rất là đẹp mọi người ạ. Xe thì được đăng ký tên tư nhân biển gốc tỉnh, một chủ từ mới, biển số là 69A04305 mọi người nhé. Đó, xe bên bán ra thì toàn bộ tất cả những chiếc xe đều có cam kết và bảo hành bằng văn bản cũng như là bao check hãng toàn quốc cho tất cả mọi người. Mọi người có thể đem xe đi kiểm tra tại hãng hoặc bất kỳ gara nào mọi người tin tưởng và chỉ cần phát hiện ra lỗi sang cam kết thôi là bên em sẽ nhận lại xe và hoàn lại tiền cho tất cả anh chị và các bạn nhé. Xe bên bán ra thì hoàn toàn đương nhiên là cam kết chuẩn chỉ cho mọi người là không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, máy móc động cơ số nguyên bản, hồ sơ pháp lý sang tên đầy đủ minh bạch, không tranh chấp, không phạt nguội. Và đặc biệt hơn đó là chỉ số km bên em luôn cam kết chuẩn zin, không tua mọi người nhé. Và đối với chiếc Lexus ES250 này thì bên em cam kết đồng hồ chạy chuẩn 3.6 km zin không tua. Đó, em sẽ quay chi tiết phần lốp lắp và la răng cho mọi người cùng xem nhé. Bác chủ xe thì cũng vừa mới thay nguyên một đôi lốp Michelin phía trước cực kỳ mới mọi người nhá. Lốp mới tinh luôn mọi người ạ, rất là đẹp luôn. Và các bác như thấy này, la răng của chiếc xe thì gần như là không có một vết xước nào cả. Bác chủ đi cực kỳ là giữ gìn mọi người nhá. Đó, đến cáo gương này, gương của xe thì cũng còn rất là đẹp, không hề xước xác gì cả. Đó, xe bên em về thì đã có spa đánh bóng dọn dẹp cho xe đầy đủ hết rồi. Bước đến khoang nội thất này, chiếc Lexus ES250 này thì đi kèm đó là nội thất màu nâu da bò cực kỳ xịn sò và đẳng cấp mọi người nhé. Ghế lái thì được trang bị ghế chỉnh điện đi kèm với 3 vị trí nhớ ghế. Đó, mọi người có thể để ý và quan sát chiếc xe còn rất đẹp và rất là mới mọi người nhé. Tên tư nhân một chủ từ mới, sử dụng từ mới luôn mọi người ạ. Có trang bị cả cửa sổ trời cho quý vị anh chị và các bạn này, là phông trần màu kem luôn mọi người nhé. Đó, cực kỳ đẹp và xịn sò. Điều hòa là 3 vùng tự động độc lập mọi người nhé. Đó, vô lăng được khâu bọc da cũng như bọc gỗ nguyên bản của nhà máy này, rất đẹp luôn. Và km của xe hiện tại thì mới chỉ lăn bánh được là 36.414 km thôi ạ. Rất là mới luôn mọi người nhé. Đó, tiếp đến thì em sẽ quay nội thất ở hàng ghế phía sau cho mọi người cùng xem này. Đây là khoang nội thất của chiếc ES250 hàng ghế thứ hai. Xe thì cực kỳ rộng rãi cũng như là nội thất còn rất là đẹp luôn mọi người ạ. Mọi người có thể để ý em quay rất là kỹ luôn mọi người nhé. Nội thất cực kỳ đẹp luôn.
Và đây là bệ tì tay ở hàng ghế phía sau này. Đó, có trang bị cho chúng ta một dàn điều hòa luôn, và chúng ta có thể tăng giảm tốc độ quạt gió cũng như là nhiệt độ cho chiếc xe. Và đặc biệt thì xe cũng được trang bị là rèm chắn nắng phía sau nhé mọi người nhé. Đó, rất là mới. La răng đây các bác, không hề xước xát một chút nào cả. Đó, lốp sau là lốp nguyên bản theo xe nhé mọi người, rất là đẹp luôn. Lexus E250, một chiếc xe cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Đó, quá mới và quá đẹp đúng không ạ? Rất hợp lý, rất hợp lý. Đặc biệt thì Lexus E250 màu trắng đi kèm với nội thất nâu da bò là một trong những cái tông màu cực kỳ hot đối với dòng xe này, được rất nhiều người tìm kiếm mọi người nhé. Bởi cái giá trị của Lexus thì thực sự là màu trắng cũng như màu đen là một trong những cái tông màu cực kỳ nổi bật của Lexus rồi. Nó tôn lên cái vẻ đẹp và dáng vẻ của cái chiếc Lexus S20 này rất là nhiều mọi người nhé. Nội thất nâu da bò cũng là một trong những cái tông màu nội thất dành cho xe sang rất là nhiều. Nhiều dòng xe sang, nhiều phân khúc đã sử dụng cái nội thất nâu da bò này. Mọi người có thể toàn bộ táp bi cánh cửa như em quay cũng như táp lô và nội thất mặt ghế rất là đẹp luôn đúng không ạ? Vô lăng cần số nguyên bản của nhà máy. Ghế phụ cũng được trang bị là ghế chỉnh điện mọi người nhé. Rất là đẹp và xịn sò. Đó, em thì đã quay rất là chi tiết rồi. Đó, thế còn xe của bên em thì nếu như bác nào muốn thực tế xem cận cảnh và trực tiếp chi tiết chiếc xe này thì mọi người có thể alo trực tiếp cho em hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng vừa xem xe và vừa lái thử cảm nhận về sản phẩm của bên em nhé. Tại địa chỉ là Salon Yusuka Việt Nam, tầng 1 tòa nhà CT1B, chung cư Hà Lộ Hôm Nen, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Và xe bên em thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng, giá trị vay cao lên đến 70% mọi người nhé. Hỗ trợ mọi người đăng ký sang tên, giữ hồ sơ gốc, làm hợp đồng bán công chứng. Cũng như bên em luôn luôn hỗ trợ mọi người giao xe toàn quốc. Đó, thì nếu như anh chị có nhu cầu thì anh chị hãy nhấc máy và liên hệ trực tiếp qua số hotline của em là 0911 666 325. Hoặc anh chị có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em có thể gửi anh chị full hình ảnh chi tiết clip của chiếc xe này để anh chị có thể tham khảo. Và với mức giá bán hiện tại bên em đang chào bán cho chiếc Lexus E250 này là 1 tỷ 845 triệu. Và em xin tổng hợp lại thông tin chi tiết chiếc xe trên nhé. Đây là chiếc Lexus E250 sản xuất đăng ký là cuối năm 2017, model mới 2018, được trang bị gói ngoại thất màu trắng, nội thất nâu da bò và xe đăng ký tên tư nhân một chủ từ mới biển gốc tỉnh, một chủ từ mới các bác nhé. Và xe chạy chuẩn lăn bánh zin 3.6 km không tua. Và giá bán hiện tại bên em đang chào bán là 1 tỷ 845 triệu đồng. Giá thì vẫn còn thương lượng và có thể gia độc thêm được cho quý anh chị nhé. Mọi chi tiết thông tin thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em Tình. Đó, clip ngày hôm nay thì em Tình cũng xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp tất cả mọi người ở những video sau.